Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hải Hậu. Chương trình tuần này sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân huyện khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Lãnh đạo huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện thăm chúc mừng Giáng sinh năm 2020. Hội nghị triển khai nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Hội nghị hướng dẫn công tác bảo vệ cảnh quan môi trường và phát triển kinh tế trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Khai trương điểm giới thiệu, trưng bày và bán các sản phẩm ô cốp Hải Hậu. Và một số tin đáng chú ý khác. Phần cuối của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với ghi nhanh sôi nổi các hoạt động của ngày lễ, ngày hội ở các trường mầm non. Sau đây là nội dung của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, ngày 16 tháng 12, Hội đồng nhân dân huyện long trọng tổ chức kỳ họp thứ 17 khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Sự khai mạc có đồng chí Mai Văn Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Trần Minh Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Đỗ Hải Điền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, thành viên Ủy ban nhân dân, thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội đóng trên địa bàn huyện, đại biểu Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn cùng các ông bà đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Khai mạc kỳ họp, ông Trần Minh Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện nhấn mạnh: tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân huyện sẽ xem xét thảo luận và quyết định nhiều vấn đề quan trọng. Đặc biệt năm 2021 là năm đầu thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 27. Do vậy, các đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, đoàn kết, dân chủ, tập trung nghiên cứu, tích cực thảo luận, đánh giá khách quan về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của năm 2020, chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân, thảo luận và quyết định các chỉ tiêu, các nhiệm vụ quan trọng để thực hiện thắng lợi chỉ tiêu kinh tế xã hội của năm 2021, tạo tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 27 trong những năm tiếp theo. Tại kỳ họp, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2020 của huyện cho thấy, năm 2020, mặc dù có nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt dịch COVID-19 đã tác động mạnh đến sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân, song với quyết tâm cao và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân, tình hình kinh tế xã hội của huyện cơ bản ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,07%. Năng suất lúa cả năm 128,95 tạ một hecta, tăng 7,4% so với kế hoạch và tăng 0,4% so với năm 2019. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 655 tỷ đồng, đạt 156% dự toán tỉnh giao và tăng 49% so với năm 2019. Xây dựng nông thôn mới có 131 đơn vị cấp xóm, cơ bản đạt nông thôn mới kiểu mẫu sáng, xanh, sạch, đẹp để phát triển bền vững năm 2019. 374 đơn vị cấp xóm duy trì đạt nông thôn mới nâng cao từ 2 đến 4 năm liên tục. 17 đơn vị cấp xóm đạt nông thôn mới nâng cao năm 2019. Có 13 xã cơ bản đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào lớp 10 trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông, trung học nghề 90%, đạt kế hoạch. Mức giảm tỷ suất sinh 0,25 phần nghìn, đạt kế hoạch và duy trì mức sinh thay thế. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 ước đạt 95% dân số, đạt kế hoạch và tăng 3,71% so với năm 2019. Tỷ lệ hộ nghèo 0,67%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo không thuộc đối tượng bảo trợ xã hội 0,02%, giữ vững điển hình văn hóa cấp huyện của cả nước. Tại kỳ họp, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện báo cáo kết quả công tác năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Năm 2020, Hội đồng Nhân dân huyện tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và chương trình công tác đã đề ra, làm tốt công tác phối hợp giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân với Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ. Các kỳ họp được tổ chức đúng kế hoạch, đảm bảo dân chủ, công khai, phù hợp với các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.
hoạt động tiếp xúc cử tri tiếp tục được quan tâm, hoạt động thẩm tra giám sát thực hiện thường xuyên, số lượng thành phần đoàn giám sát chuyên đề được tinh gọn. Công tác tiếp công dân, giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân thực hiện nghiêm túc. Công tác tổng hợp, phân loại các kiến nghị của cử tri gửi về kỳ họp đảm bảo chất lượng. Các kết luận kiến nghị sau giám sát có đủ cơ sở thực tiễn và pháp lý, có tính thuyết phục cao, từ đó tạo được niềm tin, sự đồng thuận của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và điều hành của chính quyền các cấp. Nghị quyết Hội đồng Nhân dân huyện ban hành kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị địa phương và hoạt động giám sát của đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện. Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Mai Văn Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, biểu dương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả thành tích các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong huyện đạt được trong năm 2020. Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, là năm đầu triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, cũng là năm cả hệ thống chính trị của huyện tập trung thực hiện quyết liệt mục tiêu hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao và đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng chí Bí thư Huyện ủy đã nêu ra một số tồn tại, hạn chế và phương hướng nhiệm vụ, các giải pháp chủ yếu. Sau kỳ họp này, trên cơ sở nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện, Ủy ban huyện, các cấp, các ngành, các địa phương cần phải chủ động đề ra biện pháp cụ thể cho từng lĩnh vực, xây dựng các chương trình, kế hoạch, triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết mà Hội đồng Nhân dân huyện sẽ thông qua, đề cao trách nhiệm trước nhân dân trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để thống nhất nhận thức, đồng tâm, hiệp lực, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021. Hai là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đổi mới tư duy sáng tạo, cách nghĩ cách làm trên tinh thần dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, tăng cường kỷ luật kỷ cương, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong mọi nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh kiểm tra giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là các vi phạm về quản lý sử dụng đất đai theo tinh thần nghị quyết số 17 và kết luận số 43 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Ba là tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy Đảng, vai trò trực tiếp của Hội đồng Nhân dân, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thực hiện tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời lãnh đạo hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Bốn là quyết định và giám sát công tác tài chính, nâng cao chất lượng quản lý thu chi ngân sách, chủ động rà soát các tiêu chí xây dựng thực hiện tiến độ cụ thể trong xây dựng nông thôn mới, trong đầu tư công phù hợp với yêu cầu và tình hình của địa phương, chỉ đạo quyết liệt việc đầu tư hướng về cơ sở, hiệu quả và bền vững, tăng cường tính công khai minh bạch trong quản lý tài chính ngân sách và đầu tư công. Năm là thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng an ninh, kiềm chế và giảm tai nạn giao thông, tập trung giải quyết đơn thư kiến nghị của nhân dân. Người đứng đầu cấp ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các cấp cần nêu gương và thực hiện đầy đủ chức trách của bản thân trong việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, tăng cường minh bạch, rõ người rõ việc trong việc giải quyết khiếu nại tố cáo, đảm bảo ổn định tình hình, làm tiền đề để phát triển kinh tế xã hội, tạo sự hài lòng của nhân dân. Kính thưa các đồng chí đại biểu, kính thưa kỳ họp, với ý nghĩa và tầm quan trọng của những nội dung được trọng tâm được thảo luận và quyết nghị tại kỳ họp này, tôi trân trọng đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, tích cực thảo luận, nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn theo hướng tập trung vào những vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm, những vấn đề lớn, những vấn đề khó, bàn bạc để phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2021, tạo tiền đề thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ của năm 2021-2026. Buổi chiều cùng ngày, Hội đồng Nhân dân huyện tiếp tục làm việc theo nội dung chương trình đề ra. Ủy ban Nhân dân huyện trình Hội đồng Nhân dân các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết về tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2020, phương án phân bổ dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2021, danh mục các công trình dự kiến đầu tư công huyện Hải Hậu năm 2021, đề án cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân huyện, báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân huyện, các đại biểu thảo luận tại tổ. Ngày 17 tháng 12, kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021, tiếp tục ngày làm việc thứ 2. Tại phiên họp này, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân huyện đến nay, tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân huyện, báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận tổ.
đa số các đại biểu phát biểu thảo luận cơ bản thống nhất với nội dung đánh giá trong các báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện, báo cáo của các cơ quan tư pháp, cơ quan khối nội chính, các tờ trình của Ủy ban nhân dân huyện trình tại kỳ họp, cũng như những chỉ tiêu giải pháp năm 2021 và hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện trong năm 2020. Tuy nhiên, một số đại biểu phát biểu thảo luận còn băn khoăn về một số chỉ tiêu phấn đấu thực hiện năm 2021 như thu nhập bình quân đầu người, xây dựng nông thôn mới, tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân, khó khăn trong việc duy trì xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia do thiếu diện tích, kinh phí nâng cấp cơ sở vật chất trường học, vấn đề bảo vệ môi trường, vân vân. Một số kiến nghị tại buổi thảo luận đã được chủ tọa buổi thảo luận, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, các ngành giải thích làm rõ. Bên cạnh đó, tại phiên họp này, Thường trực Hội đồng nhân dân lựa chọn 4 vấn đề có liên quan tới nhiều xã, nhiều cử tri quan tâm như nông thôn mới, giao thông, môi trường, y tế, bảo hiểm y tế để các thành viên Ủy ban nhân dân huyện, các xã thị trấn giải trình trả lời. Kết luận phiên giải trình kỳ họp, đồng chí Trần Minh Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện nhận thấy, nhìn chung các thủ trưởng các phòng chuyên môn Ủy ban nhân dân huyện, các ngành đã nắm bắt yêu cầu, bám sát chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực mình phụ trách, đã trả lời thẳng vào vấn đề được hỏi, giải trình, làm rõ nhiều vấn đề đại biểu và cử tri nêu, đưa ra các giải pháp và hướng khắc phục những hạn chế bất cập trong thời gian tới. Đồng thời, qua trả lời giải trình của các ngành, thấy được Ủy ban nhân dân một số xã thị trấn chưa chủ động, chưa có biện pháp hữu hiệu giải quyết các vụ việc trên địa bàn thuộc thẩm quyền của xã mình, nhất là vấn đề vi phạm hành lang giao thông, ô nhiễm môi trường. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đề nghị Ủy ban nhân dân, các phòng chuyên môn, các ngành tiếp tục ra soát, bổ sung các giải pháp, tập trung chỉ đạo giải quyết có hiệu quả, đặc biệt là những vấn đề đã đề cập từ nhiều kỳ họp trước nhưng chuyển biến còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Các đồng chí trưởng phòng cần nêu cao trách nhiệm, thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu, trực tiếp chỉ đạo giải quyết những vấn đề hạn chế thuộc lĩnh vực ngành, cần làm rõ nguyên nhân, việc nào do xã, việc nào do phòng, việc nào cần phối hợp để từng bước khắc phục. Tại kỳ họp, đồng chí Đỗ Hải Điền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã tiếp thu, làm rõ những ý kiến kiến nghị mà cử tri quan tâm và đề ra các giải pháp để tập trung chỉ đạo trong thời gian tới. Sau 2 ngày làm việc với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân huyện khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành các chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Hội đồng nhân dân và cử tri trong huyện đánh giá cao những cố gắng của Ủy ban nhân dân và các cơ quan có trách nhiệm trong việc giải quyết các kiến nghị của cử tri. Hội đồng nhân dân đề nghị Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục tăng cường công tác cải cách hành chính, giữ vững kỷ cương kỷ luật đối với đội ngũ cán bộ công chức, chỉ đạo điều hành hoạt động của các phòng ban chuyên môn, Ủy ban nhân dân xã thị trấn và có các giải pháp hữu hiệu quan tâm giải quyết tháo gỡ những khó khăn và những kiến nghị của cử tri nhân dân, nhất là những vấn đề còn tồn đọng chậm giải quyết nhiều năm qua. Kính thưa các vị đại biểu, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm cao trước nhân dân và những đóng góp tích cực của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân, kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân huyện khóa 18 đã thành công tốt đẹp. Cũng nhân dịp Giáng sinh năm 2020, ngày 23 tháng 12, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hải Hậu đã tổ chức các đoàn đi thăm, chúc mừng các linh mục và bà con giáo dân tại các giáo xứ giáo họ trên địa bàn. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên. Tại những nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo huyện chúc mừng các vị linh mục và bà con giáo dân đón lễ Giáng sinh năm 2020 vui vẻ, an lành. Các đồng chí cũng vui mừng thông báo những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện đạt được trong năm 2020. Trong đó, thành tựu về xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển, nông thôn mới kiểu mẫu, sáng, xanh, sạch, đẹp, đã và đang tiếp tục đưa Hải Hậu trở thành cánh chim đầu đàn trong phong trào xây dựng nông thôn mới của cả nước. Các đồng chí lãnh đạo huyện khẳng định, những kết quả đó có sự đóng góp của các vị linh mục chức sắc, chức việc và bà con giáo dân trên địa bàn huyện. Nhiều hộ công giáo thực sự tiêu biểu đi đầu trong các phong trào và luôn phát huy tinh thần kính Chúa yêu nước, sống phúc âm trong lòng dân tộc. Các đồng chí cũng mong các vị linh mục chức sắc tiếp tục tuyên truyền vận động bà con giáo dân trên địa bàn nêu cao tinh thần đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu, sáng, xanh, sạch, đẹp để phát triển bền vững.
tại các nơi đoàn đến thăm, các vị linh mục và chức sắc tôn giáo cũng chân thành cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp đã tạo điều kiện cho giáo dân hoạt động tôn giáo tín ngưỡng. Đồng thời, các vị linh mục, các chức sắc tôn giáo cũng chia sẻ, trong thời gian tới sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động bà con giáo dân thực hiện tốt các hoạt động tôn giáo, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sống tốt đời đẹp đạo, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 18 tháng 12, Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức hội nghị triển khai nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Mai Văn Quyết, Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Đỗ Hải Điền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Năm 2020, mặc dù còn nhiều khó khăn, song có sự tập trung lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ của các cơ quan ban ngành, các xã thị trấn, sự nỗ lực của người nộp thuế trong việc khắc phục khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, sự nỗ lực phấn đấu quyết liệt của tập thể cán bộ công chức chi cục thuế, nên công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện năm 2019 đã hoàn thành vượt mức dự toán giao. Cụ thể, tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 1.810.549 triệu đồng, thu từ kinh tế trên địa bàn ước thực hiện 663.100 triệu đồng, đạt 157% so với dự toán tỉnh giao và đạt 111,4% so với dự toán huyện giao, tăng 50% so với kết quả thực hiện năm 2019. Có 8 trên 10 khoản thu hoàn thành vượt mức dự toán. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Hải Điền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đề nghị thủ trưởng các phòng ban, đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch và dự toán giao, thực hiện tốt các nội dung cụ thể là: 1. Tập trung tổ chức thực hiện thường xuyên quyết liệt các biện pháp để thực hiện có hiệu quả các khoản thu ngân sách theo quy định, đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kết hợp với các biện pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, chú trọng thu hút các nguồn vốn đầu tư mới, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương, từ đó hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước theo dự toán tỉnh huyện giao. 2. Tổ chức quản lý điều hành chi ngân sách đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả, chống thất thoát lãng phí, thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính ngân sách nhà nước theo quy định. 3. Dự toán chi đầu tư phát triển phải thực hiện theo thứ tự ưu tiên như sau: bố trí vốn cho các dự án hoàn thành đã quyết toán, dự án hoàn thành, dự án tiếp tục triển khai đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, vốn ngân sách nhà nước địa phương giai đoạn 2016-2020, chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025, sau đó đến các dự án khởi công mới thực sự cần thiết. Đồng thời lưu ý dự án khởi công mới phải đáp ứng điều kiện sau theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019 và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan. 4. Về phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phân chia các khoản thu và nhiệm vụ thu chi ngân sách cho các cấp ngân sách thực theo Nghị quyết số 27 ngày 14 tháng 12 năm 2016 và Nghị quyết số 58 ngày 8 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Nam Định. 5. Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và công khai minh bạch trong việc thu chi ngân sách nhà nước, quản lý sử dụng tài sản công, đất đai, các xã thị trấn, cơ quan đơn vị, thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra và giám sát của Hội đồng Nhân dân huyện gửi về Phòng Tài chính kế hoạch để Ủy ban Nhân dân huyện tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 24 tháng 12, Hội Nông dân huyện tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Về dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Minh Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Tô Xuân Hiệp, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh. Hoạt động công tác hội và phong trào nông dân năm 2020 được duy trì nền nếp và phát triển. Các chương trình công tác, các phong trào thi đua của hội đã bám sát sự chỉ đạo của tỉnh hội, của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự phối hợp hoạt động có hiệu quả với các ban ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở. Tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể hội viên nông dân thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh COVID-19, về chăm sóc phòng trừ sâu bệnh trên đàn lúa xuân, các chính sách phát triển đàn lợn sau khi công bố hết dịch của tỉnh, huyện. Tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam và biểu dương 90 năm nông dân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Tuyên truyền và vận động cán bộ hội viên hưởng ứng xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường,
nhân rộng mô hình phân loại và xử lý rác thải hữu cơ bằng men vi sinh làm phân bón tại hộ, duy trì và nhân rộng mô hình vườn kiểu mẫu. Kết quả xếp loại cơ sở hội: 30 cơ sở vững mạnh chiếm 88,24%, 4 cơ sở khá, không có cơ sở hội trung bình yếu kém. Trong phong trào thi đua yêu nước và phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2015-2020, các cấp hội nông dân huyện đã được các cấp có thẩm quyền xét và tặng bằng khen. Tập thể hội nông dân huyện và 5 tập thể được tặng bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh, 1 cá nhân được đi dự đại hội thi đua yêu nước toàn quốc, 1 cá nhân được hội nông dân trung ương tặng bằng khen, 9 cá nhân được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 22 tháng 12, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020, triển khai nhiệm vụ an ninh trật tự năm 2021. Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Trầm, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Đỗ Hải Điền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã về dự. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020, triển khai nhiệm vụ an ninh trật tự năm 2021, triển khai nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác an ninh trật tự năm 2021, triển khai kế hoạch xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021, triển khai nội dung lấy ý kiến đóng góp xây dựng lực lượng công an nhân dân. Trong năm 2020, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, đại dịch COVID-19 bùng phát trên toàn cầu, ảnh hưởng nặng nề đến tất cả các lĩnh vực, nhiều sự kiện quan trọng tác động đến công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ban chỉ đạo 138 huyện đã bám sát chỉ đạo của cấp trên, tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác xây dựng phong trào, hoàn thành và vượt các chỉ tiêu được giao. Cấp ủy chính quyền đã chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ hình thức, biện pháp công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp với từng đặc điểm tình hình của từng địa bàn, lĩnh vực, đối tượng cụ thể, gắn với giải quyết những vấn đề nổi ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội như chống âm mưu diễn biến hòa bình trên không gian mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, địa bàn có đông đồng bào các tôn giáo, địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội, khu cụm công nghiệp, cơ sở giáo dục, kịp thời xử lý đối tượng tung tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh COVID-19, không để gây hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân. Qua một năm nỗ lực phấn đấu, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của huyện đã đạt được những kết quả nổi bật. An ninh chính trị tiếp tục được ổn định, trật tự an toàn xã hội có chuyển biến tích cực, xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, gương tiêu biểu trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được các cấp các ngành khen thưởng, trong đó có nhiều cơ quan ban ngành đoàn thể của huyện đứng top đầu của tỉnh, tiêu biểu như công an huyện, quân sự huyện, phòng giáo dục đào tạo huyện, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Hải Hậu. Nhiều xã thị trấn có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được các cấp ghi nhận như xã Hải Xuân, Hải Châu, Hải Thanh. Ngoài ra còn trên 50 lượt tập thể cá nhân được Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tặng bằng khen, giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 12 tại Nhà văn hóa huyện, Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện phối hợp tổ chức hội nghị hướng dẫn công tác bảo vệ cảnh quan môi trường và phát triển kinh tế trong xây dựng nông thôn mới nâng cao cho 34/34 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Đồng chí Vũ Văn Kỳ, huyện ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về dự. Tại buổi tập huấn, các đại biểu là công chức địa chính nông nghiệp và môi trường làm công tác nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, các đồng chí là bí thư chi bộ, trưởng xóm của 34/34 xã thị trấn đã được đại diện Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn chuyên đề về thực hiện công tác bảo vệ cảnh quan môi trường trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, gồm công văn của Ủy ban nhân dân tỉnh về đánh giá nhân rộng mô hình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và xử lý chất thải rắn hữu cơ, hướng dẫn về việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Cũng tại buổi tập huấn, đại diện Văn phòng điều phối nông thôn mới của tỉnh hướng dẫn chuyên đề về phát triển kinh tế trong xây dựng nông thôn mới nâng cao theo chương trình OCOP, gồm các quyết định đánh giá phân hạng sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm và quyết định về việc ban hành bộ tiêu chí đánh giá phân hạng sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm. Hội nghị tập huấn nhằm bồi dưỡng kiến thức bảo vệ môi trường cho cán bộ tại cơ sở,
góp phần tăng cường kiến thức bảo vệ môi trường đến nhân dân để giữ gìn vệ sinh môi trường ở xóm, tổ dân phố, các xã thị trấn luôn xanh sạch đẹp, tăng cường các biện pháp khắc phục xử lý ô nhiễm và cải thiện môi trường sống tại khu vực nông thôn, tạo sự đồng thuận của nhân dân tự giác chủ động nâng cao nhận thức thực hiện giữ gìn vệ sinh môi trường trong sinh hoạt hàng ngày. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 23 tháng 12, tại xóm 15 xã Hải Hưng, Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Âu Việt tổ chức lễ khai trương điểm giới thiệu trưng bày và bán các sản phẩm ô cốp huyện Hải Hậu, những nông sản và đặc sản vùng miền. Đồng chí Đỗ Hải Điền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Vũ Văn Kỳ, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện và đại diện các đơn vị tham gia gian hàng ô cốp huyện Hải Hậu đã về dự. Gian hàng ô cốp huyện Hải Hậu được đặt tại xã Hải Hưng, cách trung tâm khu vực chợ Cầu Đôi 100m về hướng đi thành phố Nam Định, trên đường quốc lộ 21, phát triển theo mô hình một cửa hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm ô cốp, sản phẩm đặc sản địa phương kết hợp siêu thị mini tiện ích, nằm tại khu dân cư đông đúc, giao thông hai chiều ổn định, rộng rãi, thuận tiện, vị trí cửa hàng gần chợ truyền thống, khu dân cư, khu công nghiệp và là điểm trung chuyển khách của các xe khách trong và ngoài tỉnh đi về, thuận tiện cho việc quảng cáo, thu hút khách hàng đến các sản phẩm đặc sản địa phương. Gian hàng được bày bán đa dạng phong phú các sản phẩm mang tính chất đặc sản, bản sắc văn hóa cao của Hải Hậu và các sản phẩm đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm đã được chứng nhận sản phẩm ô cốp của tỉnh Nam Định, bao gồm gạo đặc sản địa phương, nước mắm, nông sản địa phương theo mùa, hải sản tươi sống và sơ chế, bánh kẹo, thảo dược, đồ khô, lưu niệm, một số mặt hàng của Công ty Cổ phần Hải Âu Việt sản xuất và kinh doanh, các mặt hàng thiết yếu khác theo nhu cầu của người tiêu dùng. Điểm bán hàng ô cốp huyện Hải Hậu ký kết hợp đồng với các cơ sở sản xuất trong huyện, tỉnh, đặc biệt là các doanh nghiệp hợp tác xã có sản phẩm đã được chứng nhận ô cốp hoặc có sản phẩm dự kiến tham gia chương trình ô cốp để trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm đảm bảo chất lượng. Gian hàng ô cốp Hải Hậu do ông Trần Văn Trung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Âu Việt sáng lập, là công ty với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xay sát gạo truyền thống và chế biến nông sản tại vùng quê nổi tiếng về lúa gạo Hải Hậu, Nam Định. Và hơn 8 năm tham gia thị trường phân phối, bán lẻ, cũng như xây dựng thương hiệu gạo sạch, gạo cao cấp thương hiệu gạo Tết Vua. Gian hàng tạo cơ hội cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp sản xuất chế biến nông sản Hải Hậu, quảng bá thương hiệu sản phẩm, tìm hiểu nhu cầu thị hiếu của khách hàng để có thể xây dựng chiến lược phát triển bền vững, góp phần đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 21 tháng 12, Ban Quản lý Di tích Lịch sử Đền Bảo Ninh long trọng tổ chức lễ khởi công trùng tu tôn tạo di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Đền Bảo Ninh xã Hải Phương. Dự lễ khởi công có đồng chí Vũ Văn Kỳ, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đại diện các phòng ban của huyện, nghệ nhân dân gian Vũ Thanh Bình, Phó trưởng Ban Quản lý Di tích, Thủ nhang Đền Bảo Ninh, khách thập phương, đông đảo nhân dân và các bản hội về dự. Di tích lịch sử Đền Bảo Ninh là một trong những di tích lịch sử văn hóa của huyện Hải Hậu, là cơ sở cách mạng trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Căn cứ vào các tư liệu và các văn bia còn giữ được tại di tích, thì Đền Bảo Ninh là nơi thờ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, người anh hùng dân tộc, vị tướng Lường Xanh đã từng 3 lần đánh tan đế quân Nguyên Mông xâm lược, bảo vệ nền độc lập dân tộc của Đại Việt ở thế kỷ thứ 13. Nơi đây cũng là nơi thờ Đức Ngọc Hoàng Bát Hải Long Vương, Vân Hương Thánh Mẫu, các liệt tổ có công khai hoang lấn biển, hình thành nên huyện Hải Hậu ngày nay. Trong thời kỳ kháng chiến, Đền Bảo Ninh còn là cơ sở cách mạng, nơi hội họp của Ủy ban Mặt trận Việt Minh kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Sau khi hòa bình lập lại ở miền Bắc, Đền Bảo Ninh được huyện ủy, huyện Hải Hậu chọn làm địa điểm mở lớp bồi dưỡng đối tượng đảng, tổ chức kết nạp đảng viên mới. Ngày 12 tháng 2 năm 1999, Đền Bảo Ninh được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Trải qua gần 200 năm xây dựng, Đền Bảo Ninh đã được chính quyền và nhân dân nhiều lần trùng tu tôn tạo. Qua gần 2 thế kỷ với nhiều thăng trầm của thời gian, chứng kiến nhiều đổi thay của đất nước, sau thời điểm đón nhận bằng di tích, nhân dân và nhiều thế hệ các bậc cao niên trong xã có nguyện vọng mong muốn đề xuất các cấp xin kinh phí được trùng tu tôn tạo di tích, nhưng do nhiều yếu tố nên chưa thể tiến hành được. Được sự quan tâm của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện giới thiệu bằng tấm lòng thành kính phụng thờ,
nghệ nhân dân gian Vũ Thanh Bình đã về làm thủ nhang của đền. Sau 4 năm về làm thủ nhang đền Bảo Ninh, nghệ nhân và ban trị sự cùng với sự đồng lòng của cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân, di tích tiếp tục được trùng tu tôn tạo. Đến nay, nhiều hạng mục công trình đã được hoàn thành như tháp chuông, hồ bán nguyệt, cổng chào và hệ thống đường đi vào khu di tích. Ngày 13 tháng 11 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định chính thức ra quyết định cho phép trùng tu tôn tạo các hạng mục của di tích với hồ sơ thiết kế kiến trúc tổng thể kinh phí gần 30 tỷ đồng bằng nguồn vốn xã hội hóa. Để dự án xây dựng khu di tích lịch sử văn hóa được hoàn thành trong thời gian tới, Ban Quản lý Di tích lịch sử Đền Bảo Ninh rất mong được sự ủng hộ của các quý vị, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, các cơ quan doanh nghiệp, các bản hội với tấm lòng vàng, tín tâm, đạo tâm và hảo tâm tiếp tục phát tâm ủng hộ để sớm hoàn thành di tích trong thời gian nhanh nhất. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 31 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, 31 năm ngày thành lập Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, chiều ngày 22 tháng 12, Hội Cựu Chiến binh Cơ quan Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức gặp mặt hội viên và chia tay các đồng chí hội viên nghỉ hưu theo chế độ của nhà nước. Đại diện Hội Cựu Chiến binh huyện đã về dự và chúc mừng. Hội Cựu Chiến binh Cơ quan Ủy ban Nhân dân huyện tại thời điểm tháng 1 năm 2020 là 16 đồng chí, tổ chức sinh hoạt thành 3 chi hội, trong đó 3 đồng chí là sĩ quan, 1 đồng chí là lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện, 10 đồng chí là lãnh đạo trưởng phó các cơ quan, 62% là cấp ủy chi bộ. Hội thường xuyên được kiện toàn, đảm bảo về số lượng cũng như chất lượng hội viên. Trong năm, giảm 3 đồng chí nghỉ chế độ bảo hiểm xã hội, chuyển sinh hoạt tại địa phương. Hiện nay, tổng số hội viên đang sinh hoạt là 13 đồng chí. Mỗi hội viên cựu chiến binh cơ quan Ủy ban Nhân dân huyện trong năm qua đã phấn đấu hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch công tác, giữ vững là đơn vị trong sạch vững mạnh, tham mưu giúp huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại tố cáo, góp phần bảo vệ đảng, chính quyền, tạo lòng tin của nhân dân đối với nhà nước. Nhân dịp này, Ban chấp hành hội đã tặng hoa và quà đồng chí Vũ Ngọc Trường, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, chuyên viên Phòng Công thương huyện, được nghỉ hưu theo chế độ bảo hiểm xã hội của nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tiếp tục nhân rộng mô hình phân loại và xử lý rác thải tại nguồn, chiều ngày 19 tháng 12, tại xóm Xuân Đài Tây, xã Hải Hòa, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phối hợp với chi nhánh Team Hải Hậu tổ chức trao tặng 100 nắp đậy hố rác và hướng dẫn phân loại rác thải tại hộ gia đình cho 100 thành viên Team xã Hải Hòa. Những năm gần đây, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, cùng với nhu cầu tiêu thụ hàng hóa tăng, kéo theo lượng rác thải sinh hoạt tăng. Rác thải nói chung, rác thải sinh hoạt nói riêng đang là mối đe dọa lớn đến đời sống con người. Trong khi đó, bãi chôn lấp rác chưa được đầu tư đồng bộ, các công trình thu gom xử lý rác vận hành không đúng quy trình kỹ thuật, dẫn đến tình trạng khu chôn lấp chỉ là nơi chứa rác, đã và đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Do vậy, việc phân loại rác thải sinh hoạt từ hộ gia đình sẽ góp phần giảm thiểu lượng rác và chi phí thu gom vận chuyển xử lý rác thải. Năm 2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, chi nhánh Team Hải Hậu và Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường 86 xây dựng mô hình phân loại xử lý rác thải tại nguồn tại xóm 2 Phú Lễ, xã Hải Châu, hỗ trợ mỗi gia đình thùng rác 2 ngăn vô cơ và hữu cơ, nắp đậy hố ủ rác hữu cơ, chế phẩm sinh học. Hiện nay phong trào này đang được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện triển khai tuyên truyền vận động và nhân rộng trên địa bàn toàn huyện. Tiêu biểu như các xã Hải Hưng, Hải Tây, Hải Hòa, Hải Long, Hải Trung, Hải Phong, Hải Phú, Hải Bắc, Hải Cường, thị trấn Yên Định, vân vân. Mô hình phân loại xử lý rác thải tại nguồn đang được triển khai hiệu quả trên địa bàn huyện đã đem lại lợi ích cả về mặt môi trường và kinh tế, nâng cao ý thức trách nhiệm, tạo thói quen trong hoạt động vệ sinh môi trường, góp phần làm giảm lượng rác thải sinh hoạt phát sinh, giảm áp lực cho các khu xử lý rác thải tập trung, xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Thưa quý vị và các bạn, cụ thể hóa thực hiện phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, tiếp tục thực hiện chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm và thể hiện công tác xã hội hóa trong trường mầm non, ngành giáo dục và đào tạo huyện đã tích cực triển khai chuyên đề đến các nhà trường và bước đầu tạo hiệu quả thiết thực. Những ngày này, các trường mầm non trên địa bàn huyện đều tràn ngập không khí vui tươi phấn khởi, hào hứng của ngày hội Bé là chiến sĩ Tí Hon và Bé vui Noel. Phần cuối của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với ghi nhanh sôi nổi các hoạt động của ngày lễ ngày hội ở trường mầm non.
đến thăm cô trò trường mầm non Hải Châu, hòa mình vào các hoạt động với chủ đề Bé là chiến sĩ tí hon, chào mừng 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 31 năm ngày hội quốc phòng toàn dân. Chương trình có sự tham gia của 3 đội đến từ các nhóm lớp 3, 4, 5 tuổi và được chia làm 3 phần thi, gồm chiến sĩ vui khỏe, tài năng chiến sĩ và những người bạn. Sau mỗi phần thi, ban giám khảo chấm và cho điểm cho các đội bằng những bông hoa. Các phần thi được diễn ra trong không khí vui vẻ, tràn ngập tiếng cười của các bé khi được thưởng thức và cùng tham gia vào các tiết mục. Cùng với đó, các bé còn được tham gia phần chơi thử tài thông minh, tự trả lời câu hỏi và đưa ra nhận xét của mình về mỗi phần thi của các đội. Tham gia trò chơi vận động như phối hợp đưa bóng vào rổ, kéo co, vượt chướng ngại vật. Các bé được hóa thân thành các chú bộ đội, được trải nghiệm qua nhiều hoạt động, từ đó giúp các bé hiểu về công việc hàng ngày của các chú bộ đội, khơi gợi lên tình yêu, lòng tự hào về các chú bộ đội, những người chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam. Với thông điệp Giáng sinh an lành, lan tỏa yêu thương, cô Ngô Thị Hạnh, hiệu trưởng trường mầm non Hải Hòa chia sẻ, mong muốn các con cảm nhận không khí của ngày lễ, thích thú muốn cùng cô tham gia vào ngày hội Bé Vui Noel. Cô trò nhà trường đã cùng nhau tham gia hành trình trải nghiệm, thăm nhà thờ giáo xứ Xuân Đài, tham quan hang Noel, gặp và giao lưu trò chuyện cùng linh mục. Sau đó, cô và trò cùng trở lại trường tổ chức chương trình lễ hội. Tại đây, các cô hóa thân vào công chúa Tuyết và ông già Noel trò chuyện, tham gia biểu diễn văn nghệ tập thể, chơi trò chơi làm đầy kẹo cho bít tất, trò chơi tập thể, thi triển lãm tranh với chủ đề Giáng sinh an lành, lan tỏa yêu thương. Các con được thỏa sức sáng tạo với các kỹ năng cắt, vẽ, xé, dán, tô màu. Cũng tại ngày hội, ban tổ chức đã công bố trao giải cho các lớp có sản phẩm đẹp. Kết thúc chương trình, ông già Noel tặng quà cho các bé. Cũng nằm trong chuỗi hoạt động, ngoài các hoạt động vui chơi giao lưu đồng diễn văn nghệ, thể thao, các bé còn được thưởng thức bữa tiệc buffet với các món ăn hấp dẫn đầy đủ chất dinh dưỡng do các cô giáo và phụ huynh tự tay nấu nướng, bày biện đẹp mắt đã thu hút các bé thỏa sức lựa chọn ăn uống ngon miệng. Cô Nguyễn Thị Mây, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho biết, ngay từ đầu năm học, Phòng Giáo dục huyện đã triển khai kế hoạch tổ chức ngày hội ngày lễ trong năm của trường mầm non để các trường chủ động triển khai thực hiện. Do vậy, ngày hội ngày lễ đều được tổ chức ở 100% các trường, có sự phối hợp giúp đỡ của các bậc phụ huynh. Tất cả trẻ được tham gia hoạt động thiết thực, ý nghĩa và đảm bảo tuyệt đối an toàn cho trẻ. Đây không chỉ là sân chơi bổ ích giúp các bé có được sự mạnh dạn tự tin, khơi dậy cảm xúc của bé về thẩm mỹ, tình cảm xã hội, chia sẻ niềm vui cùng với cộng đồng, thể hiện những năng khiếu tích cực hoạt động khi tham gia các trò chơi tập thể, mà còn nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ. Chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, cụ thể hóa thông qua các hoạt động ngày lễ, ngày hội là cơ sở để các trường mầm non trong huyện thực hiện các nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục toàn diện, đức, trí, thể, mỹ cho trẻ ngay từ nhỏ. Qua đó thực hiện tốt việc đổi mới giáo dục mầm non. Ghi nhanh vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hải Hậu tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!